hả? Cái này tiếng gì vậy? Tiếng của cái mấy cái động cơ. Tiếng của động cơ nè. Thấy động cơ không? Mà nó này là lối gì vậy? Hả? Nó này là lối gì vậy? Cái lối đi ra. Chưa, nó hơi chậm. Thì cái người lên á. Giữ lại nha, giữ lại lắc quá cho lên nha. Rồi, tắt đi, lên đây. Trả đây. Từ từ bước qua bước đàng hoàng thôi, mình nó mua bữa mấy đứa nhỏ tới mua múa đập mặt đi thôi mà đi bây giờ nổ mặt rồi mà đi từ rồi lên đi quay cho có mặt thôi được rồi quay cho có mặt. Nãy giờ quay nghe dòng thoại được rồi. Thì em quay anh quay lưng em nhìn. Qua đây. Dạ anh qua bên kìa, qua bên chung mình qua đây nè, dạ mình đi qua bên tao. Tôi đang ngồi nhìn xuống mà tự nhiên mà kêu qua mở mà vô chứ. Nó quay ngồi. Thôi được rồi. Ô nhìn kỹ lắm. Ô nhìn xuống cái hẻm núi kìa thấy không? Đi. Có ai nằm đây cái cầu bắt ngang qua núi. Ở sao đẹp quá trời. Không bây giờ phải qua đây mới được. Đây mới được. Để cho dựng ba thọt cái máy ra ngoài coi. Ô cây nhã kìa. Đẹp quá à. Quá đẹp luôn á. Bộ đâu thấy được này. Sao đẹp quá. Bộ đâu thấy được này. Mọi người đẹp hơn, mọi người đẹp hơn. Nó đi ra máy xuống.
rồi. Rồi xong rồi đi về. Rồi dắt em ra đi thang máy xuống nữa. Bước qua giận chứ. Cái nước bon cầm cho nước con. Ồ, quang cảnh núi rừng quá đẹp. Ơi. Cho vô với. Rồi. Cầm lên. Không có gấp đâu. Từ thôi. Thôi con lên đó đứng đi. Con với em lên đó đứng đi. Ông đi rồi hết mà lo gì. Lên trên đứng đi, lên đó đứng đi. Ở đó đi con. Đừng có quay chúng con xích bên kia. Cận cảnh nó quay sao? Cái ống cho nó gần lại. Gần không? Trong đó. Trong đó. Khoan nha. Đâu có gấp đâu con. Đâu có gấp đâu con. Đâu có gấp gì đâu. Đi lẹ mà đi đâu, mình đi chơi mà. Mình đi chơi, mình muốn đi giờ là mình đi chứ. Đâu. Đi chơi mà con đâu gấp đâu con. Đi con. Trời ơi. Thấy chưa? Không có gấp.
Bây giờ cái thằng máy xuống dưới rồi, không có lên. Nó lên đi kì. Rồi thôi đi xuống đi, nó cự quá nè. Nóng quá. Rồi rồi đi, đi xuống. Vô ghê.